146天. Ngày 146. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Thời gian trôi qua nhanh thật. 时间过得真快. 十 间 过 的 真 快 时间过得真快 时间过得真快 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy su yi điểr. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quế Lín bẩn địa rấn. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Nếu bạn thường xuyên lưu tại Việt Nam. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Tìm thấy san sư hội quán rồi. Đừng khách sáo với mình nữa. Đừng khách sáo với mình nữa. Đừng khách sáo với 别再跟我客气了. Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等. Chất lượng cũng không tệ. 质量也不错. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lưu trà cà phê và cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xiang. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wo da 2 tuổi. Phát triển tốt lắm đấy. Phát triển được mán hảo đợ. Có khả năng 6 giờ hơn. Khả năng 6 điểm tua. Cứ luôn nói tiếng Trung. Y chí sô trung vấn. Học sinh. Xuế sẵn. Giao tiếp thường ngày còn coi là được. Rư tráng giao liều hãy sẵn khởi ý. Ở đâu? Cư trú ở đâu? Tại nà trụ. Rất nhanh là có thể. Khẩn khoai chiều nấng. Về sắp xếp phòng. Dùng bổ ngữ xu hướng chỉ để biểu đạt người nói đang ở xa phòng. Khuấy chỉ trấn lý phán chiên. Đúng rồi. Tuệ lợ. Đã 5 giờ rưỡi rồi. Ý chinh 5 điểm 半 lợ. Mình phải về đây, mình phải về rồi. 我得回去了. Thời gian qua nhanh thật. 时间过得真快.